Xin chào quý anh chị và các bạn, em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho chúng ta về một dòng xe rất là hot của Hyundai, đó là chiếc Hyundai Accent, là một trong những chiếc xe luôn nằm trong top những chiếc xe bán chạy nhất trong tháng của Hyundai nha quý anh chị. Thì dòng Hyundai Accent phân phối tại thị trường Việt Nam gồm có 3 phiên bản, 4 phiên bản là 2 phiên bản số sàn và 2 phiên bản số tự động nha quý anh chị ha. Và phiên bản em giới thiệu hôm nay cho chúng ta đó là phiên bản Accent bản đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất. Thì giá niêm yết của dòng xe này là 545 triệu, là giá chưa bao gồm chương trình khuyến mãi và ưu đãi giảm giá nha quý anh chị ha. Thì quý anh chị cứ chi tiết và quan tâm dòng xe Hyundai Accent thì xin anh chị cứ liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam ạ. Thì về phần đầu xe, đầu tiên em sẽ giới thiệu cho chúng ta đó về chiếc chìa khóa của chiếc Hyundai Accent này. Chiếc chìa khóa này thì chúng ta sẽ có 4 nút nhé quý anh chị ha, là nút khóa cửa, nút mở cửa và nút hâu này á, là nút để nổ từ xa, và nút hâu mở cốp là để chúng ta mở cốp xe nha. Để sử dụng chức năng để nổ từ xa thì chúng ta chỉ cần khóa cửa và chúng ta giữ nút hâu này tầm 5 giây thôi là chúng ta có thể để nổ từ xa được. Do chiếc xe của em giới thiệu hôm nay nó bị hết bình nên em không thể để nổ từ xa được. Đó, rồi. Thì phần đầu xe của chiếc Hyundai Accent này thì chúng ta vẫn dễ dàng nhận thấy đó chính là hệ thống đèn halogen projector. Ở phía dưới này sẽ là cụm đèn sương mù dạng bi projector giúp chúng ta dễ dàng di chuyển ở những con đường mưa hoặc là đường sương mù như quý anh chị ha. Và điểm nổi bật nhất của chiếc Hyundai Accent đó chính là hệ thống mặt ga lăng. Mặt ga lăng được mạ chrome sáng bóng và rất là nhiều chi tiết 3D tạo ra một điểm mạnh mẽ cho chiếc xe hơn. Thì mặt ga lăng này là một trong những điểm nhấn của dòng xe Hyundai Accent so với phiên bản cũ nha quý anh chị. Đó. Rồi. Thì trái tim của chiếc xe này đó là hệ thống động cơ thế hệ mới 1.4 lít và hộp số là tự động 6 cấp ha. Thì công suất của chiếc xe này là 100 mã lực, là giúp chúng ta vận hành được ở mọi cung đường và cực kỳ êm ái và cực kỳ tiết kiệm. Rồi chúng ta sẽ tới về phần thân xe của chiếc xe này. Về phần thân xe thì đầu tiên về mâm. Mâm của chiếc Hyundai Accent được trang bị mâm đúc hợp kim nhôm, được mạ sơn xám xi. Và chúng ta sẽ có là mâm 16 in và kết hợp với mâm lốp Hankook giúp chúng ta là di chuyển cực kỳ êm ái. Rồi hệ thống gương chiếu hậu, chúng ta sẽ tích hợp gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và tích hợp đèn bỏi rẽ. Tay nắm cửa của chúng ta sẽ là tay nắm cửa mạ chrome nha, và tích hợp cái nút bấm là mở cửa và khóa cửa thông minh. Thì khi mà chúng ta mang chìa khóa theo người thì chúng ta không cần phải rút chìa khóa ra, mà chúng ta chỉ cần bấm vào đây thôi là chúng ta có thể mở cửa và khóa cửa được nha. Đó là về Hyundai Accent. Về phần thân xe của chiếc Hyundai Accent, như chúng ta thấy ha, thì chiếc Hyundai Accent chúng ta sẽ được hai tay nắm cửa mạ chrome và các vèn che kiến được mạ chrome chạy dọc từ phần đuôi xe tới phần cuối xe luôn. Với một chiếc xe phân khúc B cực kỳ nhiều trang bị option nhưng với mức giá chỉ còn 545 triệu thôi và chưa bao gồm chương trình khuyến mãi, thì chúng ta tại sao mà chiếc Hyundai Accent là được đánh giá là một trong những xe bán chạy nhất. Rồi chúng ta sẽ tới với phần đuôi xe. Phần đuôi xe của chiếc Hyundai Accent điểm nhấn đó chính là hệ thống lipo mạ chrome sáng bóng kết hợp với giá đèn lùi phía dưới, và chúng ta sẽ có các khe hút gió tăng khí động học cho chiếc xe với hệ thống là 4 cảm biến lùi và camera lùi giúp chúng ta vận hành êm ái. Và tính năng này của chiếc xe này đó chúng ta sẽ đó tính là tính năng mở cốp thông minh. Tính năng mở cốp thông minh là sao? Khi mà chúng ta đứng gần mang chìa khóa theo người, chúng ta chỉ cần đứng gần khoảng 4 giây thôi là cốp xe của chúng ta sẽ tự động mở, giúp chúng ta thuận tiện để chúng ta sử dụng xe một cách rất là thông minh. Đó là một tính năng mà ít có dòng xe phân khúc B nào có tính năng rất là hay như vậy luôn. Đây, chúng ta sẽ có logo Hyundai, hệ thống đèn hậu dàn full LED và camera lùi. Ở phía dưới này, cốp của chiếc Hyundai Accent thì cực kỳ rộng rãi nhé quý anh chị ha. Và hệ thống mâm lốp dự phòng của chúng ta là cũng là mâm 16 in luôn, cùng kích thước, cùng kích cỡ với mâm chính của chúng ta luôn nha. Em coi lại đây coi. Đó, rất là hay. Rồi chúng ta sẽ vào phần
phần nội thất của chiếc xe này. Và chúng ta chỉ cần đứng gần này thôi. Rồi, chúng ta sẽ vào phần nội thất của chiếc xe này. Thì nội thất của chiếc xe đầu tiên đó là phần tappi cửa. Tappi cửa thì chúng ta sẽ được kết hợp giữa dạng nhựa mềm và kết hợp với da, với cách rất là nhiều nút bấm để chúng ta sử dụng luôn. Ví dụ nút chỉnh điện, gập điện, nút khóa cửa và mở cửa trung tâm, nút khóa hai kiếng sau. Và kiếng của người lái là sẽ là kiếng tự động như quý anh chị. Ở đây thì chúng ta sẽ có các nút tăng giảm độ sáng màn hình tablo, tắt chức năng cân bằng điện tử. Thì vô lăng của chúng ta sẽ có được điều chỉnh 4 hướng ha, lên cao, xuống thấp, rồi là thụt ra thụt vào, là chúng ta được điều chỉnh 4 hướng luôn. Ghế chúng ta sẽ là ghế chỉnh lái chỉnh cơ 6 hướng. Và nội thất của phiên bản đặc biệt này chúng ta sẽ là nội thất bọc da cao cấp, giúp chúng ta ngồi rất là êm ái luôn. Đó, các bạn thấy ấn tượng không? Cùng đồng hồ vàng LED, nhìn rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Vô lăng là vô lăng bọc da, tích hợp các nút bấm, rồi nghe điện thoại rảnh tay này, ga tự động, chức năng ga tự động này, rồi là đèn tự động, gạt mưa tự động. À, một chiếc xe phân khúc B mà ví dụ như cái tính năng gạt mưa tự động là một số chiếc xe phân khúc C cũng chưa có nha quý anh chị ha. Nhưng mà chiếc xe phân khúc B này đã có các tính năng như đèn tự động, gạt mưa tự động và màn hình tablo dạng LED nha quý anh chị thấy ha, nhìn rất là cao cấp luôn. Ở trên này thì chúng ta sẽ có thấy gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời, các bạn thấy ha, ngập tràn option, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói. Và màn hình đa thông tin, màn hình giải trí của chúng ta sẽ có các tính năng như kết nối Bluetooth, rồi là tính năng là Apple CarPlay và Android Auto. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có hệ thống điều hòa tự động một vùng độc lập. Đó, rồi giúp chúng ta sử dụng rất là êm ái. Cần số sẽ là cần số bọc da nha quý anh chị ha. Và em cũng giải thích luôn là hệ thống điều hòa tự động nó khác với hệ thống điều hòa chỉnh cơ thì là nó như thế nào nhé quý anh chị ha. Về hệ thống điều hòa tự động á, thì nó sẽ giúp chúng ta khi mà chúng ta điều chỉnh nhiệt độ giảm xuống thì sẽ tự động điều chỉnh cái lượng gió của chúng ta. Còn khi mà chúng ta tăng nhiệt độ lên thì sẽ là tự động giảm cái lượng gió của chúng ta xuống. Đó, thì nó giúp chúng ta vận hành nó thuận tiện hơn, nhưng mà nó cũng không có sự khác biệt quá nhiều so với điều hòa chỉnh cơ. Ở đây thì chúng ta sẽ có chỗ để chúng ta gạt tàn thuốc ha, USB, chúng ta có bề tì tay, và đây chúng ta sẽ có một số chỗ để chúng ta có hốc chứa đồ nhé quý anh chị. Rồi chúng ta sẽ qua phần phía sau. Rồi ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy có một khoang chứa đồ. À, đây thì chúng ta sẽ có cửa gió hàng ghế sau, có cống sạc cho người ngồi hàng ghế sau. À, chúng ta thấy không gian nó cực kỳ rộng luôn. Em quay cho quý anh chị coi, nó cực kỳ rộng và rất là nhiều trang bị tiện nghi nha quý anh chị ha. Và về hệ thống an toàn thì chiếc xe này nó sẽ có đầy đủ các tính năng an toàn luôn nha quý anh chị. Đó là hệ thống cân bằng điện tử, phanh khẩn cấp, rồi hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát lực kéo, rồi là phanh ABS, phân phối lực phanh, rồi là 6 túi khí. 6 túi khí nha, chiếc xe này là 6 túi khí nha quý anh chị. Là 6 túi khí, giúp chúng ta vận hành rất là an toàn. Rồi, đó, thì em đã giới thiệu qua cho chúng ta về chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Màu này sẽ là màu vàng ghi nhá. Nó sẽ nhạt nhạt hơn so với màu vàng cát một xíu, nhưng mà nhìn rất là cao cấp. Rồi, thì về chương trình khuyến mãi của dòng Hyundai Accent vào cuối năm này thì nó rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi luôn. Thì quý anh chị quan tâm thì cứ liên hệ em theo số điện thoại là 0962 385 818. Em là Thuận, tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Địa chỉ của bên em là ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.